Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, theo VTC News dẫn thông tin mới đây từ Reuters cho biết, Trung Quốc đang bước vào ngày thứ bảy liên tiếp phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề sau mưa lớn từ hoàn lưu bão số 11 gây ra. Được biết, các đám mây bão di chuyển chậm từ tỉnh Quảng Đông đến tỉnh Quảng Tây gây ngập lụt các khu vực trũng thấp, giao thông tê liệt và nhiều người dân mắc kẹt. Ghi nhận tại huyện Bao Bai ở Quảng Tây, mực nước lũ ghi nhận sâu nhất hơn 2 mét, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà thấp tầng. Lực lượng cứu hộ địa phương đã phải hoạt động không ngừng nghỉ để di tản người dân đến nơi an toàn. Trước đó, bão số 11 đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng hoàn lưu còn sót lại của nó vẫn tiếp tục tàn phá miền Nam Trung Quốc. Được biết, thành phố Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông được coi là một trong những siêu đô thị của Trung Quốc rơi vào tình trạng ngập lụt nặng bởi trận mưa lớn nhất kể từ khi dữ liệu được bắt đầu ghi nhận vào năm 1952. Khu vực Hồng Kông lân cận cũng hứng chịu cơn bão tồi tệ nhất trong 140 năm. Theo nhận định của các nhà khoa học, họ cảnh báo rằng những cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc đang trở nên dữ dội hơn, đường đi của chúng ngày càng phức tạp hơn và làm tăng nguy cơ thảm họa thiên tai, ngay cả với các thành phố ven biển như Thâm Quyến, nơi thường xuyên đối mặt với bão nhiệt đới và đã có khả năng phòng chống lũ lụt mạnh mẽ. Nhà khí hậu học tại Đại học California, Mỹ, Sao San nhấn mạnh các cơn bão di chuyển sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến các khu vực ít hứng chịu mưa lớn và gió mạnh, thường có khả năng phục hồi sau thảm họa kém hơn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng hơn. Cũng theo chuyên gia Sao, với trường hợp của thành phố Thâm Quyến, thảm họa chủ yếu là do sự chuyển động chậm về phía Tây của hoàn lưu bão Hải Quỳ, và nó gần như đứng yên suốt mấy ngày, gây hiệu ứng đoàn tàu chain effect về lượng mưa và hậu quả vượt quá dự kiến. Hiệu ứng đoàn tàu để chỉ hiệu ứng tích lũy của nhiều hệ thống đám mây đối lưu đi qua một khu vực liên tiếp dẫn đến sự tích tụ lượng mưa và làm tăng mạnh khả năng xảy ra mưa lớn hoặc thậm chí hiện tượng thời tiết cực đoan. Mới đây, Hồng Kông vừa phải trải qua một trận đại hồng thủy tồi tệ do hàn lưu của bão Hải Quỳ gây ra, cập nhật từ báo Lao động cho biết. South China Morning Post, cơ quan dự báo thời tiết đã phát cảnh báo mưa bão màu đen mức cao nhất. Chính quyền Hồng Kông thông báo trước 6 giờ ngày thứ Sáu rằng các trường học cả ngày sẽ đóng cửa trong ngày, đồng thời kêu gọi người sử dụng lao động ưu tiên an toàn cho nhân viên và áp dụng các biện pháp sắp xếp công việc hợp lý và linh hoạt. Theo cảnh báo, bão cấp độ 8 trong thang 10. Nhiều phương tiện truyền thông cũng như video được chia sẻ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy đường phố Hồng Kông bị biến thành sông chảy xiết và người dân trong thành phố không thể di chuyển như bình thường. Lũ lụt rộng khắp xảy ra khắp thành phố, thậm chí ga tàu điện ngầm còn bị ngập chìm sâu trong nước. Trước tình hình mưa lớn do hoàn lưu bão Hải Quỳ gây ra, Đài quan sát khí tượng Hồng Kông cho hay lượng mưa 158mm đã trút xuống trong khoảng thời gian từ 23 đến 24 giờ, là lượng mưa lớn nhất trong một giờ kể từ khi dữ liệu bắt đầu được lưu vào năm 1884. Như vậy, đây là trận mưa lớn nhất sau hơn 140 năm tại Hồng Kông. Ngoài ra, Cửu Long và Tân Giới, lượng mưa hơn 200mm được ghi nhận từ 18 đến 24 giờ. Cảnh báo màu đen biểu thị rằng lượng mưa vượt quá 70mm một giờ được đưa ra vào lúc 23 giờ 05 phút lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021, thay thế cho cảnh báo đỏ được đưa ra vào lúc 21 giờ 50 phút, cảnh báo màu hổ phách, mức thấp nhất trong hệ thống 3 cấp được đưa ra chỉ 25 phút trước đó. Đài quan sát cho biết mưa lớn đặc biệt ảnh hưởng đến khu vực phía bắc của Tân Giới, bao gồm Song Sui, Takuling và khu vực Satako. Cơ quan này cảnh báo mưa lớn đã và có thể tiếp tục gây ngập lụt đường bộ và ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày thứ Sáu, tạm dừng tất cả các chuyến xe buýt qua đêm để đảm bảo an toàn cho hành khách và tài xế. Trong một bài đăng trên Facebook vào đầu giờ sáng, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu nói rằng ông đang rất quan ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Hồng Kông. Chính vì vậy, ông kêu gọi mọi người dân hãy ở nơi an toàn, đồng thời cho biết thêm việc nhiều cơ quan chính quyền đang hành động về giải quyết tình hình ở những khu vực bị ảnh hưởng. Những trận mưa như chút nước bất ngờ gây ra lũ quét ở khắp thành phố, trong đó quận phía Đông cũng nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước tràn cả vào một chiếc xe buýt gần đường Thanh Quan, nước ngập đến mắt cá chân bên trong chiếc xe hai tầng.
nhưng chiếc xe vẫn cố gắng vượt qua những con đường ngập nước mà không bị hỏng hóc. Con đường ở Cát Rai và Tin Hau cũng bị ngập nước. Nước mưa cũng tràn vào tòa nhà 2 tầng gần Happy Valley. Mưa cũng tràn vào đường hầm xuyên cảng, một trong những tuyến đường huyết mạch giữa đảo Hồng Kông và Cửu Long, buộc các phương tiện phải giảm tốc độ đáng kể khi di chuyển qua vùng nước sâu hàng chục cm. Thống kê thiệt hại ban đầu cho biết hơn 36.000 người phải sơ tán khỏi nhà. Đường, xe điện và thông tin liên lạc bị hư hại. Gần 4.195 ha đất nông nghiệp bị ngập, gây thiệt hại khoảng 552 triệu nhân dân tệ, tương đương 75 triệu đô la Mỹ. Báo Tiền Phong cho biết thêm, hoàn lưu của bão Hải Quỳ đã gây ra mưa lớn và ngập úng, khiến các thành phố của tỉnh Phúc Kiến phải tạm dừng các tuyến giao thông, đóng cửa trường học và sơ tán hàng chục nghìn người. Cụ thể, truyền thông Trung Quốc đưa tin bão Hải Quỳ đã đổ bộ vào khu vực ven biển của tỉnh Phúc Kiến vào sáng sớm ngày thứ Ba, kèm theo mưa lớn và gió mạnh. Đài khí tượng Trung ương cho biết lượng mưa lần này cao hơn so với cơn bão số 5 trước đó quét qua tỉnh Phúc Kiến. 49 hồ chứa được cảnh báo đã vượt qua giới hạn lũ. Ảnh hưởng của mưa lớn khiến hệ thống thoát nước bị quá tải, nhà cửa xe cộ ngập trong nước. Cơ quan dự báo quốc gia cho biết thành phố Phúc Châu đã ghi nhận lượng mưa tích lũy lên tới 554mm vào thứ Ba và ngày thứ Tư, với lượng mưa kỷ lục 1 giờ gần 150mm. Bên cạnh đó cũng ghi nhận thấy tình trạng cây cối đổ ngang, nhiều ngôi nhà bị tàn phá nặng nề. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn đi lại cho hành khách, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút ngày thứ Tư, tất cả các chuyến tàu điện ngầm ở Phúc Châu sẽ đóng cửa, đình chỉ dịch vụ tàu hỏa và đóng cửa các trường học. Hiện tại, chỉ số chống bão của tỉnh Phúc Kiến duy trì ở cấp độ 3. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở Ninh Đức, Phúc Châu, Phủ Điền, Tuyên Châu, Hạ Mộn, Trường Châu và Long Nham ở Phúc Kiến. Chính quyền tỉnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị sơ tán người dân khỏi các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề. Theo tin từ báo tin tức, chiều ngày Chủ nhật, bão Hải Quỳ đã đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc kéo theo mưa lớn, gió mạnh và khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo này trong 4 năm qua. Cơ quan khí tượng Đài Loan xác nhận, chiều ngày Chủ nhật, bão đã đổ bộ vào vùng Duyên Hải, Đài Đông, một vùng đồi núi ít người sống ở phía đông Đài Loan, bắt đầu tăng tốc từ ngày thứ Bảy và đến 15 giờ chiều ngày Chủ nhật, với sức gió lên tới khoảng 154 km/h. Theo người phát ngôn của cơ quan trên, mưa và gió sẽ mạnh nhất, gây tác động rõ rệt nhất. Ngay sau khi bão đổ bộ trên toàn đảo Đài Loan, hơn 21.000 hộ gia đình đã mất điện và đến giữa giờ chiều ngày Chủ nhật, hầu hết các hộ gia đình đã có điện sử dụng trở lại. Chỉ còn khoảng 9.000 hộ mất điện khi bão Hải Quỳ đổ bộ, trong đó có người dân ở Đài Đông. Giới chức cho biết có 2 người bị thương ở huyện Hoa Liên. Chính quyền huyện đồi núi này đã ban hành cảnh báo lũ quét do ảnh hưởng của bão. Lần gần nhất bão lớn ảnh hưởng trực tiếp tới Đài Loan là vào năm 2019 khi bão Bai Lu đổ bộ khiến một người thiệt mạng. Người đứng đầu chính quyền Đài Loan, bà Thái Anh Văn cho biết Hải Quỳ là cơn bão đầu tiên đổ bộ và quét qua toàn bộ vùng lãnh thổ này trong 4 năm qua, gây nguy cơ sạt lở đất ở các địa phương trên đường đi của bão. Chính quyền đã điều động nhân lực và thiết bị phục vụ công tác cứu hộ tới những vùng được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Gần 4.000 người đã được sơ tán khỏi những vùng có nguy cơ cao. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy, trong khi nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh phải đóng cửa để phòng chống bão. Thưa quý vị, mưa lớn ở Tài Tâm, Chai Wan trước đó đã gây lũ lụt nghiêm trọng. Một người đàn ông đang đi xe máy thì gặp lũ quét trên đường về nhà. Sau khi bị lũ cuốn trôi, may mắn ôm được một thân cây kịp thời nhưng không có ai qua lại. Một nửa cơ thể của anh bị ngâm trong nước lũ suốt 14 giờ. Mãi đến ngày hôm sau, người dân địa phương mới phát hiện ra anh và lực lượng cứu hộ đã giải cứu anh bằng thuyền. Hình ảnh một người đàn ông chìm trong nước đã lan truyền trên Internet và truyền thông địa phương chỉ ra rằng mặc dù tình hình lũ lụt đã được cải thiện, nhưng lũ lụt đã phá hủy hơn 26 km2 đất nông nghiệp và làm hư hại nhà cửa của 45 hộ gia đình. Truyền thông Trung Quốc đưa tin lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra ở Tài Tâm, Chai Wan khiến một người đàn ông bị lũ cuốn trôi, mắc kẹt trong vùng nước ngập suốt 14 giờ. Vụ việc xảy ra vào ngày thứ Năm. Một số người dân phát hiện một người đàn ông đang ôm cây giữa vùng lũ và kêu cứu thì lập tức báo cho Ban Phòng chống thiên tai tỉnh. Những bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy người đàn ông dường như đang ở trong một bể bơi, nước ngập đến ngực và anh ta ở giữa một vài cái cây. Cảnh sát cho biết người đàn ông 39 tuổi, họ đã đến giải cứu sau khi nhận được trình báo và tò mò không biết tại sao anh ta lại bị mắc kẹt ở đó. Người đàn ông cho biết ban đầu anh đang đi làm ruộng bằng xe máy, về nhà thì trên đường đi bất ngờ xảy ra lũ quét, bị lũ quét bất ngờ cuốn trôi và bị cuốn đến vị trí có nhiều cây cối trong ảnh. Anh kịp thời ôm lấy một thân cây chờ cứu viện.
anh ôm cây từ 6 rưỡi tối hôm đó cho đến tận ngày hôm sau, 14 giờ sau, cuối cùng cũng nhìn thấy có người đi ngang qua, liền kêu cứu, may mắn được người ta nghe thấy và được giải cứu. Mưa lớn đổ bộ ở Trung Quốc thời gian gần đây gây lũ lụt tại nhiều nơi tại tỉnh Taiwan. Có nơi bị ngập và lũ quét xảy ra ở một số khu vực, tình hình lũ lụt hiện đã được cải thiện, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 45 gia đình và phá hủy hơn 26 km2 đất nông nghiệp. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!